Xong rồi, nhà xin chào các bác nhé. Em tiếp tục giới thiệu các bác chiếc máy lọc khí Daikin, cái dòng Daikin hộp các bác. Daikin hộp đời mới màu cà phê. Các bác dùng cái màu này nó bền màu các bác này. Đấy. Dùng mãi nó không bị ngả màu luôn, bền màu. Còn Daikin mã số 2 các bác nhé, màu cà phê báo phần trăm độ ẩm này, bụi mịn 2.5 pm. Làm biến bụi mùi. Chiếc này sản xuất năm 2017. MCK70. Tên nó vẫn bao nhiêu năm thì vẫn cái tên vậy, MCK rồi ACK 60 series 6085 75W. Trên cái giao diện là bảng điều khiển này thì nó vẫn giống, gần như là giống y hệt cái con lọc khí Daikin vầng trăng các bác. Cũng tăng giảm ánh sáng này. Giảm ánh sáng nhé. Rồi là giữ 2 giây thì khóa trẻ em. Đấy. Giờ tắt. Có thêm cái chế độ lọc khí nhanh trong vòng 1 giờ. Con Daikin vầng trăng thì cũng có như này nhé các bác nhé. Giờ bật eco, chế độ lọc khí khử mùi nhanh này. Đây, chế độ bù ẩm, chế độ lọc khí, chế độ lọc khí một chạm các bạn này. Eco. Về bên trong cái đời 17 này thì mở ra các bạn, bên trong thì nó vẫn cơ cấu vẫn có còn vẫn còn cái cột lọc tĩnh điện nhé. Đấy, vẫn còn hai cột lọc tĩnh điện, nhưng mà sang đời đến 18 bắt đầu là nó bỏ thì nó thay bằng cái timer này, nó dài gấp đôi luôn này. Đấy. Con này thì cơ cấu bên trong này vẫn còn cột tĩnh điện con này. Đấy, hai cột tĩnh điện nhé, vẫn giống các cái đời vầng trăng kia, vẫn giống kiểu như vậy, cải tiến mẫu mã đi thôi, thanh timer khử khuẩn các thứ nó vẫn giống hệt thôi. Đấy. Màng HEPA các thứ vẫn chung, màng thô này, con này màng HEPA zin còn rất là mới các bác nhé. Đây, pha zin đẹp này. Đây, than. Đây, than các bác nhé. Đây, về cơ bản thì con này nâng cấp lên về mẫu mã, cải tiến một chút thôi. Thì còn cơ cấu thì vẫn không khác gì con vầng trăng. Đây. Chiếc này thì em bán là 3.9 triệu nhé. Bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển. Máy đầu bát được 220V rồi. Tình trạng máy hình thức nguyên bản nguyên zin 100%, không có sửa chữa gì. Mẫu mã mới các bạn. Chênh so với con vầng trăng kia có 600.000 thôi, các bác có một cái mẫu mới rồi. Mẫu mới nhá. Bình nó buồm này. Về cơ bản nói chung là không có gì khác biệt các bác nhé. Giá 3.9 triệu. Còn sâu xa hơn nữa về công nghệ, sâu hơn nữa thì cái đấy thì mình phải tìm hiểu thật kỹ nó có cải tiến gì nữa không. Chứ còn mắt thấy bên ngoài thì nó là như vậy các bác. Một con Daikin hộp mẫu mã đời mới sang trọng, giá 3.9 triệu thôi, rất là hợp lý. Bảo hành 1 năm, chào các bác nhé.